Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay á, chúc các bạn đây là một chiếc Honda Winrich phiên bản màu đen bạc vàng đồng, thuộc vàng đồng, thanh ABS luôn. Thì chiếc xe này á, là cửa hàng bên Trung mới vừa thâu, ha, mới vừa thâu. Và cái màu đen này các bạn nhìn thấy màu đen nó đẹp không? Đen sâu luôn ha. Biết sao? Vì xe đã được bọc keo, cho nên là nó màu đen, nó nhìn rất là đen luôn. Đen và rất đen luôn các bạn. Thì giá chiếc xe này á, là 33.500.000. Cái giá này á, là có thương lượng luôn các bạn. Các bạn cứ mạnh dạn đến mình thương lượng giá mà xem xe ha. Có thương lượng luôn các bạn. Hiện tại Odo mình nhìn thấy á, là chỉ có 1.492 cây số thôi. Bây giờ mời các bạn xem tổng thể xe, xem là nó còn cái gì và như thế nào so với cái Odo này ha. Công tắc thì nó còn đẹp nè, đời 2019 nha các bạn. Và xe này là xe chính chủ, giấy phố luôn. Đó, giấy phố luôn. Giấy phố thì khi các bạn mua xe sang tên á, chi phí chỉ có khoảng chừng là 300 ngàn thôi các bạn. Đó là giấy phố. Còn nếu giấy huyện mà các bạn lên giấy phố á, thì tốn hơi nhiều đó ha. Tại vì vừa rồi các bạn hỏi mình giấy phố giấy huyện là như thế nào. Mua xe giấy phố thì chi phí sang tên rất là rẻ. Mình cho các bạn xem sơ ngoại hình nha. Nhất là mấy chỗ này. Đó, còn dàn áo thì nó quá đẹp rồi các bạn, tại vì mới vừa bột keo. À, có keo đó các bạn. Ha, xi nhan thì độ rồi. Và nhìn màu đen nè, đen mờ nè. Bọc keo lên nhìn đẹp, hết biết đẹp luôn ha. ABS nha, nè dán keo nè. Bạn thấy không? Có dán keo đó. Phuộc là chỉ hơi hơi đây thôi nè. Hơi bung nhẹ đây thôi. Phuộc vàng đồng là siêu đẹp luôn. Ha. Phanh ABS xịn sò luôn. Kẹp phanh là Nissin nè. Vỏ nè, tất nhiên là vỏ phải còn rồi ha. Để mình cho các bạn xem. Nè, cái đát phuộc, đát vỏ đó các bạn, 31-19. À, nói chung thì phuộc còn đẹp ha. Chóc nhẹ chỗ này thôi. Đó. Đó, bung nhẹ chỗ này ha. Cái cao su đó các bạn. Áo nè, có gắn miếng bảo vệ các nước nữa nè các bạn, phần phuộc phía trên nè. Cổ bô nè, cổ bô này là có phun rồi ha, sơn nhẹ, nước mát còn đủ ha, nước mát còn đủ đó các bạn. Trở lại bên này ha, sâu phía bên này nè, nước mát còn nhiều đó các bạn. Phần lốc nè. Đây. Mấy cái này thì nó chớm 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 bung rồi nè các bạn nè. Đây phần cổ bô dưới nè các bạn. Rồi ha, vậy thôi ha. Giờ qua bên đây. Đây dầu thắng sau nè, cục giữa nè, gấp nè. Gấp còn đẹp ha. Biển chính chủ nha các bạn, giấy phố Sóc Trăng luôn. Đặc biệt là cái tem, tem Winner nổi nha, vàng đồng rất là đẹp ha. Cản nè,
đợt 2019 sao nhông dĩa gì thế? Vỏ sao cũng còn đát luôn nha các bạn, còn theo xe luôn nha. Đây 3219 nè ha, cục giữa nè. Đây các bạn xem ở dưới nè, đây phía trên nè ha. Này bị gì đó các bạn nha. Rồi, vậy thôi ha. Bây giờ mình sẽ lên trên. Đó. Xem dưới yên ha. Bây giờ mình nổ máy ha. Odo báo vòng tua thì Ganti là chuẩn nè, chuẩn 1800 nè các bạn. Quá lực. Bovino X cũng nhận rất là lực các bạn. Rồi. Bạn nào quan tâm thì mình cứ alo cho cửa hàng ha. Đèn đuốc, còi còn đủ hết đó các bạn. Rồi. Giá là 33.500.000, giá có thương lượng. Các bạn muốn ship xe thì cửa hàng ship xe cho các bạn luôn. Và có bán trả góp qua ngân hàng nha các bạn. Thủ tục chỉ cần một cái chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân thôi. Nếu có nhà ý muốn mua thì các bạn cứ mạnh dạn mình alo cho cửa hàng, mình thương lượng giá đi các bạn, rồi mình đến xem xe chạy thử luôn cho nó kỹ lưỡng ha. Đó, nhiệm vụ của mình là mình quay thật là kỹ thôi. Đây là số điện thoại nè các bạn, mình sẽ ghi địa chỉ này và số điện thoại của cửa hàng Minh Trung lên màn hình luôn để các bạn tiện theo dõi ha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.